Gì? Vậy lời nói đầu tiên thì cho phép cái gì gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và để trở lại chương trình ca nhạc thì gồm một sáng tác và âm hưởng dân ca của nhạc sĩ Sơn Hà, ca khúc được mang tên Duyên Nợ Mỹ.